Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Lại là Nam đây ạ. Chúc cho tất cả quý anh chị khách hàng ngày mới an lành và nhiều sức khỏe nha. Rồi thì hiện tại trước cái màn hình anh chị đang xem đây chính là chiếc xe Atacmos 2023. Xe này là phiên bản tiêu chuẩn màu trắng nha anh chị. Thì có một thông tin muốn chia sẻ với anh chị luôn là hiện tại Atacmos màu trắng này 2023 nhà máy Honda Việt Nam đã ngừng sản xuất mới rồi nha anh chị. Hiện tại thì chiếc xe này bên em là hàng tồn kho. Và những cửa hàng nào trên hệ thống toàn quốc còn màu trắng này cũng là hàng tồn thôi, chứ nhà máy Honda Việt Nam đã không sản xuất mới Atacmos màu trắng này rồi nha anh chị. Anh chị muốn biết Nam nói có đúng hay không, có chính xác hay không, thì anh chị vào đúng trang web của nhà máy đó là honda.com.vn để chúng ta tham khảo cho nó chính xác nha. Thì hôm nay là những ngày của cuối tháng 10 rồi, bên Nam kiểm tra tồn kho tổng thì mới phát hiện ra là còn một xe này. Thì hôm trước cũng có nhiều anh chị khách hàng hỏi là bên Nam còn xe Atacmos màu trắng không. Nam cũng báo là hết xe rồi, nhưng mà hôm nay kiểm kho tổng lại thì phát hiện ra còn xe này nên chia sẻ với anh chị. Anh chị nào mà còn có nhu cầu về chiếc xe Atacmos màu trắng này thì liên hệ lại Nam nha. Hiện tại thì Nam đang là nhân viên bán hàng của Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên Nam nằm ở khu vực Cao Lãnh của Đồng Tháp nha anh chị. Anh chị nào mà ở gần khu vực này có nhu cầu về chiếc xe Atacmos màu trắng này thì liên hệ Nam ha. Hàng này gọi là hàng hiếm nha anh chị, hàng tồn kho. Tại vì bên em có tới mười mấy cửa hàng là anh chị không có kiểm soát hết được, thì sau khi mà mấy anh mà bên bộ phận kho kiểm xe thì mới báo lại bên cửa hàng biết là còn xe màu trắng đó. Vì thế là có xe là Nam chia sẻ với anh chị ngay. Anh chị nào đang có nhu cầu tìm cái xe hết mốt mà đặc biệt màu trắng này thì liên hệ lại Nam. Bên Nam thì có một xe duy nhất nha anh chị đó. Màu trắng có làm anh chị nào lo lắng. Không biết cái màu nó đẹp như thế này mà không biết tại sao nhà máy lại không sản xuất nữa anh chị. Cái này thì cũng không hiểu luôn. Rồi, Nam cũng sẽ quay cho anh chị xem sơ lược ở chiếc xe này rồi cập nhật giá bán luôn ha. Đây, màu trắng này đặc biệt khi ra nắng anh chị, nó phản ánh kim tuyến rất là nhiều ha. Em sẽ quay cận vô cho anh chị dễ thấy kim tuyến nè. Đó, đặc biệt càng ra nắng ánh sáng nhiều thì cái kim tuyến này nó thể hiện càng rõ nha. Đó, đèn pha LED hết ha. Đèn định vị ban ngày cũng dạng LED luôn. Chỉ có đèn xi nhan hai bên là đèn halogen thôi. Bản tiêu chuẩn là nó sử dụng thắng để thường nha anh chị, không có ABS ha. Đây, thắng trước đây. Và tiêu chuẩn thì mâm sơn bạc, còn các phiên bản còn lại thì mâm sơn đen ha, và có ABS hết, chỉ có tiêu chuẩn là nó không có ABS thôi. Tuy nhiên, mỗi một loại thắng thường hay thắng ABS đều có một cái ưu nhược điểm riêng nha anh chị. Ví dụ như chiếc xe này thắng để thường Camry nè, thì nó có một cái ưu điểm là gì? Nó là thắng liên kết anh chị. Nhược điểm của nó là không có ABS, là không có chống bó cứng phanh, nhưng mà ưu điểm của nó là thắng liên kết, có nghĩa là gì, bó thắng sau nó liên kết thắng trước. Thì mỗi một loại phanh thường CBS hay ABS đều có cái ưu nhược điểm riêng. Còn mua xe nên mua thắng để thường hay thắng để ABS thì Nam chia sẻ rất nhiều trên kênh của Nam rồi. Anh chị nào quan tâm sâu hơn về vấn đề này thì vào kênh của Nam xem lại ha. Đi hai tông màu chính nha anh chị, màu trắng với màu đen. Đây, yên xe nè. Yên xe đi màu đen, chỉ mai này màu xám ha. Đó, chữ Atacmos 3D nổi xi màu trắng luôn, tay dắt thì màu bạc luôn anh chị. Công nghệ máy mới nhất inb cộng ha, và đặc trưng của Atacmos vẫn là một phột nha anh chị. Đây, thân sau thân cơ đi, vỏ trước vỏ sau không có ruột nha. Mâm trước là 16 inch, mâm sau 14 inch ha, mâm trước to, mâm sau 2 inch, nó giống như Vision phiên bản thể thao vậy đó anh chị. Nói chung thì xe này cũng khá quen thuộc rồi ha, không còn xa lạ nữa. Hôm nay thì có rất là nhiều chị khách hàng hỏi Nam mà có màu trắng không, Nam báo toàn là hết xe không, đâu biết ngoài kho còn đâu. Tại vì xe bên em là nhà máy chuyển về kho tổng bên em trước, rồi kho tổng mới chuyển về cho từng cửa hàng bên em. Vì thế là mình những anh bên kho kiểm kho mới mới, mới phát hiện ra. Chứ xe trong cửa hàng là không còn màu trắng nữa. Rồi, đây, thiết kế mâm trước nè anh chị. Mức tiêu hao nhiên liệu của Atacmos thì đây 2,16 lít trên 100 km nha anh chị. Khá là tiết kiệm ha, nhưng mà thực tế thì lít xăng khách hàng đi đâu đó khoảng trên 50 km. Cái này thông tin này do khách hàng phản ánh lại ha. Thì bên em có cái xưởng bảo hành, dịch vụ bảo hành sửa chữa xe rồi đó, thì xe bán ra rồi khách hàng quay lại bảo hành sửa chữa thì có vấn đề gì đó thì khách hàng luôn chia sẻ lại với cửa hàng ha, phản ánh lại với cửa hàng. Ở đây anh chị những nút bấm cơ bản nè, đồng hồ nè, điện tử kết hợp với cơ ha, chế độ dừng đèn xanh đèn đỏ máy tự tắt nè, hay gọi idling top anh chị, không có công tắc đèn ha. Đây là thông tin của xe nè, năm sản xuất 2023 nha anh chị. Tên xe nè, nhà máy đặt tại Hà Nam ha. Thể tích làm việc là 124,8 cm khối. Trọng lượng thô của cái chiếc xe này là 116 kg nha anh chị. Nó vẫn là sử dụng khóa thông minh ha. Đây. Đây, em lấy cái remote cho anh chị xem. Đây, remote thì cũng giống như HNAM 125 với 160i anh chị, hai nút bấm ba tính năng ha.
Cái tính năng mà báo động chống trộm là nó có sẵn trên xe nha anh chị, không cần phải lắp đặt thêm ha, này zin theo xe luôn nha. Đó, mặc dù là phiên bản tiêu chuẩn nhưng vẫn được trang bị cổng sạc điện thoại nè. Đó. Không bán đồ ở giữa nè. À. Rồi. Đó là tổng thể về chiếc xe HMOD màu trắng này, màu đẹp như thế này mà không biết tại sao nhà máy lại không sản xuất nữa, tiếc quá. Đó. Rồi, thì em sẽ báo giá chiếc xe này, anh chị nào quan tâm thì dễ tham khảo hơn. Thì hôm nay là ngày 29 tây tháng 10 rồi. Từ nay đến ngày 31 tây, 29, 30, 31 tây trong tháng 10 này, anh chị mua xe bên em đang có một chương trình khuyến mãi là giảm tiền mặt trực tiếp trị giá 1 triệu đồng. Thì hiện tại chiếc xe HMOD màu trắng này bên em đang bán ra mức giá là 61 triệu 600, giảm 1 triệu là còn 60 triệu 600 ngàn nha anh chị. 60 triệu 600 ngàn. Giá xe đã bao gồm VAT rồi nhưng mà chưa bao gồm biển số nha anh chị. Đó, chưa bao gồm biển số nha. Những anh chị nào ở khu vực ngoài tỉnh muốn mua chiếc xe này thì Nam bán xe giao hồ sơ hải quan. À, giá xe bao gồm VAT, bao gồm phí xuất xưởng, bao gồm qua đơn giá trị gia tăng rồi đó. Nói chung là mình chỉ về việc nhập thêm cái thế trước bạ với cái phí biển số nữa là ga lăn bánh hoàn chỉnh của một chiếc xe nha anh chị. Đó. Còn những anh chị nào mà đang mua xe bên em và đăng ký thuộc về các huyện trong khu vực tỉnh Đồng Tháp thì giá này năm bao anh chị ra tới biển số luôn, đăng ký về các huyện nha, thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp thì em sẽ bao giấy tờ cho anh chị ra tới biển số luôn, nghĩa là anh chị sẽ không thốn thêm tiền nữa ha. Đó. Chi tiết thì anh chị liên hệ Nam đi, em sẽ tư vấn kỹ hơn về chỗ này. Nhưng mà anh chị lưu ý ha, giá xe thì nó có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm chứ không cố định nha anh chị. Ví dụ như thời điểm anh chị mua giá xe nó y nguyên thì em báo là y nguyên như như giá ngày hôm nay là ngày 29 tây tháng 10. Đó. Còn nếu mà giá xe nó biến động thì em sẽ báo lại giá mới nha. Còn nếu mà trả góp á, thì chiếc xe này anh chị đưa trước số tiền tầm khoảng 15 triệu, tối thiểu khoảng 15 triệu trở lên là có thể lên hồ sơ trả góp được nha. À, thủ tục thì cần căn cước công dân bản gốc thôi, không bị nợ xấu và đủ 18 tuổi trở lên là có thể lên hồ sơ trả góp được anh chị. À, còn những khách hàng nào bị nợ xấu thì bên em không hỗ trợ được nha anh chị, thông cảm nha. Cái đó là quy định bên công ty tài chính chứ không phải bên Nam ha. Công ty tài chính là một bên thứ ba liên kết với cửa hàng, hỗ trợ khách hàng vay vốn để mua xe. Đó, vì thế là quy định là quy định bên công ty tài chính chứ không phải là bên cửa hàng quy định. Đó. Màu trắng có làm anh chị nào lo lắng, nếu lo lắng thì liên hệ với Nam. Hàng này có thể nó tạm thời gọi là hàng hiếm luôn đó anh chị, không biết chỗ anh chị có xe không chứ chỗ Nam hiện tại bây giờ là không có xe luôn, chỉ còn sót lại chiếc này thôi. Đó. Màu đẹp như thế mà không hiểu sao ông nhà máy lại không sản xuất nữa. Hiện tại thì bản tiêu chuẩn thì nó còn hai màu thôi anh chị, màu đỏ đô với màu xanh xanh Tiger thôi, hai màu đó thôi. À, còn phiên bản cao cấp thì có màu đỏ đô, màu xanh Tiger, phiên bản đặc biệt thì có màu đen nhám với màu bạc nhám, phiên bản thể thao thì có màu xám xi măng. Rồi, bao nhiêu màu đó thôi, khác mang màu đó là màu đậu hết. À, anh chị nào quan tâm chiếc xe này về giá cả, về chương trình trả góp, về chương trình khuyến mãi như thế nào thì liên hệ Nam. À, số điện thoại và địa chỉ Nam sẽ để bên dưới phần mô tả của video nha. Màu trắng này ra nắng rất là đẹp nha anh chị. À, nếu mà nói về phong thủy thì màu trắng rất là thích hợp với những anh chị nào có phong thủy là mệnh kim ha. Thì một một mệnh thì thường thường Nam biết là hợp với nhiều màu chị, ví dụ như mệnh kim thì hợp với màu trắng nè, màu bạc nè đó, thì nhưng mà cái màu hợp nhất là màu trắng ha. Thì thông tin này tham khảo thôi nha anh chị, Nam cũng không có chuyên sâu về vấn đề này ha, tại vì có nhiều anh chị khách hàng hỏi là ủa anh chị mệnh này, anh chị mệnh kia, vậy anh chị mua màu gì hợp, thì Nam cũng có tìm hiểu sơ qua nên chia sẻ thôi. Rồi thì hôm nay Nam cũng có lướt trên mạng xã hội thì thấy có thông tin đó là mua xe thì phải xem phí xuất xưởng, mua xe thì phải có phí xuất xưởng. Thì đúng anh chị, dĩ nhiên chiếc xe này hoặc là bất kỳ một chiếc xe nào sản xuất ra đều phải có phí xuất xưởng ha. Nếu mà xe không có phí xuất xưởng thì chắc ăn 100% là không làm giấy được. Có một số ý kiến cho rằng là cửa hàng bao giấy tờ không có cho xem phí xuất xưởng là sai nha anh chị. Anh chị vẫn xem được bình thường, nhưng mà trường hợp mà cửa hàng bao làm giấy á, thì bắt buộc cửa hàng phải giữ lại cái giấy tờ đó để cửa hàng làm thủ tục cho anh chị. Còn trường hợp mà anh chị mua hồ sơ hải quan cầm tay về, anh chị tự đăng ký thế trước bạ, tự bấm số thì cửa hàng bắt buộc phải giao cho anh chị thôi. Còn xe không có phí xuất xưởng là không thể nào bấm biển số được rồi. Cái đó chị điều đó là hiển nhiên anh chị. Tại vì Nam không có thích dính vào drama nên Nam không có bàn luận sâu về vấn đề này ha. Nhưng mà chắc ăn 100%. Anh chị làm gì không cần biết, miễn sao ra biển số đúng với cái hồ sơ chiếc xe của tôi là ok. Nếu mà chắc ăn 100% anh không phí xuất xưởng làm sao mà bấm biển được. Anh photo, anh công chứng, anh đóng mộc gì chăng nữa cũng không có tác dụng đâu. Một bản gốc duy nhất. À, và khi mà nộp vào công an thì anh chị bấm biển số ra rồi, công an giữ cái hồ sơ gốc đó lại. À, mình chỉ việc cầm cái biển số rồi phát cho mình cà vẹt là xong. À, cái đó là cái chia sẻ của Nam nha anh chị. Hôm nay bán xe có một số trường hợp khách vô cửa hàng hỏi, ủa anh, xe này có phí xưởng không? phải nói là sức ảnh hưởng của cộng đồng mạng thật là lớn anh chị. Nhưng mà cái thông tin đó là chính xác nha.
Mua xe thì chắc ăn là phải có phí xuất xưởng rồi. Cái đó thì anh chị nó muốn xem thì vẫn xem được bình thường chứ không phải là không cho xem nha anh chị. Thì nó có hai trường hợp mà anh chia sẻ đó. Rồi, thì đó là tất cả thông tin muốn chia sẻ với anh chị trong cái video này, đặc biệt là chia sẻ nấm mốt màu trắng này. Anh chị nào có nhu cầu về nấm mốt màu trắng thì tranh thủ nha, tại vì nhà máy giờ không còn sản xuất nữa. Sau khi những chiếc xe mà tồn kho đã bán đi hết rồi thì chắc ăn là không còn nữa. Chỉ hy vọng là trong tương lai nó có sản xuất lại hay không thôi. Rồi bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây nha anh chị. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về dòng xe mới ha, cũng như về giá xe, về chương trình trả góp, chương trình khuyến mãi. Nam sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về những mẫu xe mới cũng như là về giá xe để cho anh chị tham khảo nha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.